Ồ, bà Dí nói chuyện vui lắm mà. Con trai con gái không? Cái nào nước đúng đó đó. Hai hai. Rồi bao trà. Ai 10.000 ha, Mình 10.000 thiên hả? trai kim. Ờ, mình xin cho kim. Ồ. Ngày mai gặp lại. Những bó bông hoa đẹp lên màn ảnh đây nè, những bó bông hoa đẹp. Mình đi mua hẹ và đậu hũ. Thực ra là không định quay đâu mà nãy đi ngang thấy Dí nói chuyện vui quá. Bông hoa đẹp lên màn ảnh đây về cho mẹ coi luôn. Dạ. Ok. Đó, những mặt hàng chim á. Rồi bán luôn thêm cái bông cải nữa đi. Yeah. Trời ơi rất là vui mừng. Trời is very beautiful. Ok. Cho một cái vòng xanh vô được không? Dạ thôi, cái đó đủ rồi. Rồi, 7 lạng 42 đến 40 thôi. Ok, xi màn hộ. Rồi, xi màn giá. Rồi, tôi chè hả? Đây, mua đậu hũ. Khuyến mãi hành lá. Khuyến mãi hành lá luôn. Ở buôn bán vui vẻ là vậy. Không, thử được. Khuyến mãi hành lá. Ngày xưa bán đất ấy, lúc này sau mùa dịch rồi bị đi dớt rồi. À, nãy đi qua thấy Dí chào một cái thấy đó, vui quá. Đi qua có mời. Dạ. Sự thật luôn. Đó, rồi, quay trở chị lại. Con 40,000. Dạ.